Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với kênh Phụ Tùng Vinh Xe Cúp. Và hôm nay chúng ta sẽ được khám phá hai cái món màu đỏ của xe 78 đỏ và đậm đỏ nha. Đây là một cái dè màu đỏ, hàng cực kỳ hiếm luôn nha, cực kỳ hiếm cái dè màu đỏ. Đây là nhựa đỏ đúc nha các bạn, nhựa đỏ đúc. Cái thứ hai là cái yếm, một cái yếm đam đỏ đây, rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ coi từng món một nha. Đây, cái vè này rất là đẹp nha các bạn. Cái vè này tình trạng thì nó có hàn, nó có nứt ở đây, nứt một đường xuống dưới đây và nó có hàn lại. Đấy, các bạn nhìn thấy nó có một cái nứt ở đây, nó không có nứt hết qua mà nó nứt một nửa thôi nha, nứt một nửa thôi. Đấy, còn lại đằng sau thì đẹp hết, chưa bị nứt hàng. Này rất là đẹp và chỉ có một cái duy nhất dành cho anh em sưu tập gắn xe cọp nha. Xe phải giữ lắm mới gắn được cái dè này. Đây, rất là đẹp luôn. Một cái duy nhất đồ cổ dành cho anh em gắn xe. Đây cái này màu đỏ nha. Tiếp theo là một cái yếm bẩn. Đây, yếm bẩn này nó mất cái logo các bạn, nó bị mất cái logo nha, nhưng mà ngược lại là nó được một cái là nó cực kỳ đẹp và chưa có vết hàn luôn. Cái này chưa có vết hàn các bạn, rất là đẹp. Ở đây nó bị cắn bóp nhẹ bên này một chút đó, ngoài ra thì nó đẹp hết, siêu đẹp các bạn. Rồi, những anh em nào muốn gắn cho xe đam hay là xe 78 là đều được hết nha. Phía mặt trước này rất là láng nha các bạn, thông thường ở bên đây nó sẽ bị chày xước mà, chày xước. Đây không có bị chày xước luôn, láng ngò luôn nha. Đó, cực đẹp, hai bên nách cực đẹp luôn, hai bên nách cực đẹp. Hàng có 102 nha các bạn. Rồi những anh em nào đang cần hai cái này thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại phía trên. Phương thức mua hàng thì những anh em nào đang ở Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop mình để lấy, còn ở xa thì vui lòng chuyển khoản, bên mình ship bưu điện cho các bạn nha. Chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code để tránh tình trạng bom hàng. Đó, còn những ai ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop của mình để lấy. Rồi nhớ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin trong Zalo giúp mình. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Vin Xe Cúp. Bên mình thường xuyên bán linh kiện phụ tùng Vin Xe Cúp các loại hàng độc cho anh em sưu tầm nha. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn.